Đây không có cái dạng bình thủy hả em? Bình thủy tiền đúng không anh? Không, bình thủy nhiệt thôi. Bình thủy thùng, bên em có lại cái này không? Chào mọi người chị. Cái này mở sao ta? Rút lên này. Này nó trong này nó bằng inox luôn nhỉ? Dạ. Inox này nó biết nó giữ nhiệt được lâu không ta? Cái này thì nó giữ khoảng tầm 3-4 tiếng à. Sợ nó giữ ít quá. Cái tầm đó mà nếu mà cao hơn thì ở đây thì nó ghi là 20 giờ. Tại nó giống mấy này là trong nó có cái lớp thủy ở trong á, dạ. Giữ được nhiệt lâu. Nó có cái loại mà ấn nút xuống à? Ấn nút của anh, cái này là rót nước để ấn thì rót nước. À đúng rồi. Ở cái đó mình xay nó đổ nước vô. Ừ, đúng rồi. Á nhưng này nó có cái lớp thủy trong về nè thì nó giữ được lâu. Ừ. Không có cái loại bình như vậy mà nó như này ha. Bên này còn 8 mấy ngàn hả? Không, 280 mấy ngàn. 320 giảm 74 ngàn. Giảm 20%. Cái này bên em bao xài cho mình trong vòng 1 tháng á. Có lỗi gì anh cứ em lên tuyển đổi lên cái mới. Cái này còn không mất bể là được. Bình này thì ngon rồi nhưng mà cái kiểu nó xấu quá, không có thích. Qua cái bình, cái nó có cái bình dạng như vậy nè. Xong dạ. Nó có cái nút ấn ở trên này nè. Nó không có ta. Này nó không có cái lớp thủy ở trong á, cái thằng inox thì không, nó inox không, nó nhanh nguội lắm. Rót rồi mình ấn, mình rót đúng không? Dạ đúng rồi, mình ấn, mình rót, mình không ấn thì nó chảy nước được. Bình này thì bao nhiêu? Bình là 190 giảm 38 ngàn. Nó chỉ có một màu đỏ thôi hả? Dạ. Thank you.
Ở lấy bình này đi. Đợi em xíu nha. Anh nói cái này mình có còn tham quan hay mua thêm gì nữa không anh? Bên em đang giảm giá nhiều lắm luôn á. Ờ, tính tiền đấy trước đi xong rồi. Dạ, anh cho em xin số điện thoại, em làm thông tin bảo hành cho mình nha. 0917 0917 224 224 928 928. Đúng rồi. Dạ, mình tên là Chu Đặng Phú. Chu Đặng Phú. Đúng rồi. Giá gốc của nó là bao nhiêu? Thank you.